Fan đang coi cái video clip ngày hôm nay. Chị Tuyết mới vừa đi diễn show ở tại Cung Văn hóa Việt Xô Hà Nội mới xong đó, thì ngày 13 tháng 12, và Duy Long là người fan duy nhất mà take care cái fan club của chị Tuyết tại Hà Nội. Và Long đang quay cái video clip này cho chị để chị gửi đến một vài lời nói với tất cả các fan. Đầu tiên thì cảm ơn fan cũng chị tại Hà Nội cũng như là các em trong fan club đã đến rất là đông đủ và đã ủng hộ chị rất là nhiệt tình, mặc dù vé rất là mắc nhưng mà mấy em cũng đang cố gắng kiếm tiền để mà đi xem chị Tuyết, thì chị Tuyết cảm thấy rất là xúc động. Và cái show này thì có nhiều người hiểu lầm là một cái live show của chị, nhưng mà không phải, cái này là cái show đi tour bình thường của chị thôi. Còn nếu mà có cơ hội thì chị sẽ về Hà Nội để mà làm một cái live show đàng hoàng, hoành tráng hơn, cũng giống như một cái live show trong Sài Gòn. Thì hy vọng những fan Hà Nội hiểu và thông cảm cho chị, bởi vì có thể là bộ show họ muốn quảng cáo như vậy để họ thu hút khách, cho nên họ đã quảng cáo mà không có đúng đích thật là như vậy. Rồi còn riêng về fan Hà Nội thì chị xin lỗi vì kỳ này đúng là chị định hát có một ngày ở Hà Nội là ngày 12 tây thôi, nhưng mà cuối cùng thì vé lại bán quá nhanh cho nên bầu show lại muốn chị hát thêm một ngày 13, cho nên không có cơ hội để họp fan club được, không có gặp được mấy em được nhiều. Mặc dù mấy em đến ngay khách sạn gặp chị có chút xíu, nhưng mà cũng rất là vui là cũng được chụp hình với các em. Và chị hứa là lần sau nếu chị về, chị sẽ tổ chức một cái đêm Minh Tuyết và fan tại Hà Nội thiệt là hoành tráng, thiệt là vui cho mấy em thiệt là nhiều, và chị sẽ đem quà về cho mấy đứa. Chứ lần này chị không có cơ hội đem vì chị từ Úc về. Rồi riêng nữa là có rất là nhiều người hỏi chị là cái Facebook nào mới là Facebook đúng của chị Minh Tuyết. Thì cái Facebook đúng là Facebook của Duy Long làm, tên là ca sĩ Minh Tuyết, sĩ là y dài, tức là C-A-S-Y rồi Minh Tuyết, thì cái đó mới đúng là cái Facebook chính của chị. Thì Long sẽ đưa cái clip này lên và các em vô Facebook mà cứ thấy Duy Long á là biết rồi, là cái đó là Facebook chính. Thì chị sẽ ráng tranh thủ để bỏ, dù không có thời gian cũng sẽ ráng lên trên Facebook để nghe những lời của các em, để trả lời lại cho các em những cái gì mà mấy em hỏi về chị. Còn trong tương lai thì chị cũng xin lỗi vì cái video live show của chị đúng ra phát hành vào tháng 12 này, nhưng mà vì cái kỹ thuật giữa Việt Nam và bên Mỹ nó khác nhau, cho nên qua bển thì lúc mà edit thì nó có rất là nhiều sự trục trặc, cho nên cuối cùng thì chị phải đành hoãn lại tới Tết Việt Nam mới phát hành được. Và chị cũng đang thực hiện một cái CD mới một mình chị, song song đó thì sẽ thực hiện cuốn video karaoke Minh Tuyết và Bằng Kiều, video song ca để cho các em có thể cùng bạn trai của mình hát chung. Đó là những kế hoạch mà trước mắt là chị đang lên kế hoạch. Và thêm một cái kế hoạch nữa, nhưng mà chị không biết là chị có thực hiện được hay không, bởi vì chị chưa dám hứa. Đó là sẽ cùng anh Mạnh Quỳnh cũng như tất cả những anh chị em nghệ sĩ trong Trung tâm Thúy Nga mà có thể hát được cải lương, để thực hiện một cuốn cải lương dài nhiều tập. Wow. Yeah. Nhưng mà chị chưa có dám nhận lời, chị sẽ phải coi thử sức chị có làm nổi hay không. Thì hy vọng rằng nếu mà làm được thì sẽ đem đến một cái sự đó bất ngờ gì đó cho các em trong tương lai. Ok, then thank you and I love you and see you next time. Thank you. Bye. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Okay.